Xin kính chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789. Em Khả Năng hôm nay có về một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Hải Dương, biển 56060, đời 2016 nha các bác nhé. Máy số thân vỏ zin, keo chỉ zin, không đâm đụng ngập nước, xe có qua dịch vụ rồi nhưng mà giá rất là rẻ, chỉ hơn 201 một chút thôi. Bạn có các anh chị nào muốn quan tâm đến dòng xe nhập khẩu, số sàn, tiết kiệm nhiên liệu 1.0, đẹp, bền và không hỏng vặt thì đây là một mẫu xe nhập khẩu từ Ấn Độ về Việt Nam, thương hiệu của Hàn Quốc, Hyundai các bác nhé. Đời 2016, màu xanh xanh tím than rất là đẹp, xanh căn sai rất là đẹp các bác này. Biển Hải Dương tên tư nhân rồi. Anh em nào đăng kiểm dài tháng 3 năm 2023 cơ. Anh em nào là người Hải Dương có thể giữ biển, anh em nào Hải Phòng hay cũng gần đây thì không cần đổi biển. Anh em thích đổi biển thì em bao rút hồ sơ với mức giá là 218 triệu, còn bớt cho bà con có anh chị nào muốn quan tâm, alo làm việc với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Những chiếc xe này có dịch vụ thì dịch vụ, nhưng mà nó cứng, nó đẹp, mà máy số nó zin, còn nội thất nó đẹp như này thì anh em vẫn mua được các bác nhé. Còn nếu anh em mua xe gia đình thì nó chủ yếu là số tự động thì sẽ là xe gia đình hơn, còn số sàn thì hầu hết là sẽ qua dịch vụ hết các bác nhé. Thì anh em cứ lựa chiếc nọ chiếc kia, không phải chiếc nào nó cũng vậy, nhưng mà tỷ lệ xe gia đình nó cũng hiếm hơn. Thì anh em muốn mua rẻ thì anh em chỉ có mua dòng xe đã có từng chạy taxi dịch vụ rồi thì nó rẻ thôi. Tất nhiên thì có những chiếc xe mà nó đi nó nát lắm thì nó rẻ lắm, nó chỉ 170-180 thôi. Có những chiếc mà nó đẹp như thế này, máy số nó zin như thế này thì nó giá nó lại khác các bác nhé. Em có các màu, màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu vàng để cho bà con lựa chọn nhé. Đấy, nên bà con cứ an tâm, không mua chiếc này anh em mua chiếc khác. Trong bãi nhà em, anh em nhìn thấy không? Hàng 200-300 chiếc xe đang chờ bà con đến xem mà mua. Trông rất là nhiều xe dưới gốc cây kìa, em đỗ rất là nhiều xe cho bà con lựa chọn. Màu đỏ, màu trắng kìa. Đấy. Vì ướt vì ước rất là nhiều, cả Spark em có hàng chục chiếc. Ngoài này em có Innova này, dưới kia còn có Ford Everest, có hàng tầm mỗi thứ của em có khoảng chục chiếc để cho bà con lựa chọn, nên bà con cứ an tâm nhé. Hàng hàng kìa. Các bác nhìn không, thẳng hàng xếp đều với nhau kìa. Đấy. Nên là anh em yên tâm, tiền nào của đấy, không thiếu gì xe cả. Đến xem và cảm nhận những chiếc xe bên em miễn phí hoàn toàn để bà con tự tin. Trước này thì Khả Năng Ô Tô đang chào bán mức giá là 218 triệu thì cũng là giá thời điểm hiện tại thì xe khá là đắt. Anh em nào có xe gia đình đời 2016 thì bản đủ thì Khả Năng Ô Tô vẫn mua 220 nhá, về em bán 235 triệu là ok, 250 triệu cũng được. Đấy, tùy theo xe. Đấy, xe đẹp thực sự thì nó giá đắt lắm, nên bà con cứ an tâm, cứ đến xem xe và mua là có xe đi. Tổng quan xe bên ngoài thì anh em nhìn nó gân gờ quanh xe rất là đều mượt, đôi đèn pha cũng là đèn zin theo xe từ đầu. Đấy, đèn gầm thì nâng cấp lên vì đây là bản phiên bản thiếu, không có đèn gầm, đã nâng cấp bộ đèn gầm nguyên bản theo xe rồi, nắp sang rồi. Na răng đúc cũng là na răng của cái phiên bản 2018 mới có. Đấy, toàn na răng đẹp thôi. Đó, option thì gồm có nẹp trên kính, vè mưa, tay nắm cửa, hõm cửa, còn roam hết rồi. Xong còn đăng kiểm dài nữa, trước này về anh em chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Mà xăng dòng này thì nó tiết kiệm nhiên liệu tuyệt đối rồi, nó chỉ khoảng tầm khuôn 5 lít trên 100 km thôi các bác nhé. Rất là tiết kiệm này. Đặc biệt xe đã được trang bị màn hình Android, màn hình Android rất là to các bác nhé. Có tích hợp Wi-Fi, Bluetooth, rồi anh em nghe nhạc trực tuyến đều được anh em nhé. Chân nỉ nguyên bản và ghế da nỉ nguyên bản nhé. Vừa da vừa nỉ này, bên vai thì da, bên dưới thì nỉ này, nguyên bản theo xe. Cái này thì anh em giữ gì nếu nó sau này nó lại bẩn bẩn chấm chấm như này này. Nếu mà không thích thì anh em bọc bộ ghế da và ngồi thì nó đỡ nóng lưng hơn. Nhưng ngồi ghế nỉ trông cũng, màu ghế nỉ này trông cũng rất là đẹp, rất hợp với xe này nhé. Và củ số vô lăng của nó rất là đều và đẹp, không bị mòn nhiều, không bị trơ nhé các bác nhé. Màn hình khóa khiển, điều hòa mát, nội thất đẹp. Đây này. Anh em nhìn thấy không? Đời 2016 này. 2019, 20, 21, 3 năm vừa rồi là anh em gần như là bó biên, không chạy được dịch vụ. Chính vì thế nó đi được khoảng mấy năm dịch vụ thôi. Đâu đó là khoảng tầm mười mấy vạn đấy. Nhưng bây giờ nó tua về đồng hồ 8 vạn rồi. Em cứ nói thẳng lên cho bà con cho nó dễ. Đây này, keo chỉ cánh này. Con này rất là cứng xe và đẹp xe nhá. Các bác về chỉ việc đổ xăng thôi. Khả Năng Ô Tô cam kết cho bà con các anh chị không làm bất cứ một cái gì vào chiếc xe này nữa. Khoảng tầm 1 năm nữa anh em không phải sửa chữa gì. Tất nhiên anh em đi vào sóc, anh em phải hạn chế, anh em cứ nao vào ổ gà ổ giếc thì nó hỏng mấy cái rotwin thôi. Rotwin nó đâu đó khoảng tầm 150-200 một cái, nó rẻ bẫn mà. Nó làm cả bộ gầm hết khoảng tầm 2,5 triệu là anh em đi chắc lịch. Đấy. Còn lại nếu anh em mà phi vào xuống ao thì em chịu, chứ còn thực ra cái chiếc này em bảo hành cho bà con về máy móc luôn. Không có ngại gì cả các bác nhé. Không no gì về cái dòng này. Này, vân sần cánh cửa này. Dịch vụ như nó đẹp còn tươi như này thì anh em vẫn mua được bình thường mà. Đúng không? Đấy, nội thất rất là đẹp, sạch sẽ. Đấy, bản. Đây, các bác nhìn thấy không? Rất là ngon luôn. Keo chỉ đi cốp đít nguyên zin 100% luôn, tất cả đều nguyên zin nhá. Chưa hề hạ máy, vẫn chưa hề làm máy luôn. Đấy, có những chiếc thì làm rồi càng tốt các bác ạ. Nó phải ngon cơ. Như làm rồi mà nó máy zin mà nó không ngon thì nó chẳng giải quyết cái gì cả. Hiện thế là nội thất nó sạch sẽ đẹp đẽ như này rồi thì
anh em cứ về anh em lượn thoải mái. Xăng thì nó tiết kiệm không mà. Con xe đi gia đình nó ấm áp, nó ấm cúng chứ. Nhiều anh em hợp màu này, không hợp màu này thì hợp màu khác, nó cái gì. Nhiều em khác màu mà. Con này thì màu này rất là đẹp, nổi bật nhé. Màu kansai này, đẹp luôn, sạch sẽ. Đấy. Màu này là màu xe nhập, sau này mới có các bác. Đấy. Nội thất đẹp chưa? Cứng lắm con này. Ngay cả cái chỗ này mà anh em bảo đi taxi anh em tì nhiều đúng không? Nó mòn đây anh em nhìn không? Nó mới cứng như này cơ mà, vân sần còn nguyên. Đấy, gương kính chỉnh điện theo xe từ đầu các bác nhé. Từ đầu luôn như bây giờ. Keo chỉ cánh cũng nguyên zin, không mất phần nào luôn. Em sẽ để đổ máy cho bà con xem luôn cái phần máy móc như thế nào nhé các bác nhé. Đấy, 8.4 là không chuẩn đâu, nó khoảng tầm khuôn 14 15 vạn gì đấy. Vì đi rất ít. Đấy, tiếng máy đề rất là chất nhé, chắc lịch này. Côn số là mới thay cái quả dây côn nên đạp rất là mềm và mượt. Rất là mượt này. Đây. Bàn đạp chân côn, chân phanh, chân ga còn rất là mới này. Có mỗi côn nó hơi bóng tí thôi chứ bên chân phanh chân ga đẹp chưa? Đấy. Xe đi nhiều đi ít nhìn vài chỗ là biết ngay mà. Đấy. Màn hình này anh em nhìn thấy không? Màn hình Android này có tích hợp cam đùi. Cam đùi nét căng luôn. Đó. Sáng trưng. Xe đẹp, sạch sẽ từ trong ra ngoài, quả trần nỉ nguyên bản, uy tín luôn. Nỉ này. Căng đét và không bẩn một chút nào cả các bác nhé. Anh em cẩn thận thì về bọc ni lông mà, không thì anh em thích dán da thì dán, nhưng theo em ấy, nếu anh em nào dán da thì cho em cái trần này. Đổ em cái trần này, nó mới quá, nó đẹp quá, anh em dán da nó phí đi. Nhiều anh em người ta không thích dán da sau này nó bong cái gì xuống đây, nhưng mà nhiều anh em lại thích dán da lắm. Nhiều anh em dán đẹp thì nó lại đẹp lắm, nhìn trông rất là đẹp. Nhưng mà em thì em chủ yếu thích cái trần nỉ thì vì mình là người buôn bán thì mình thích theo chung chung. Tại vì cũng có trần nỉ thì em bán cho những ông trần nỉ được. Và ông trần da cũng bán được đúng không? Thì em thích hơn, chứ còn thực ra là có cái gì người ta làm rồi thì sẽ tốt hơn, đúng không? Về vô lăng đây các bác nhìn này, vô lăng rất là đẹp nhé. Không mất một phân nào, không mất một tí mòn nào luôn, đẹp luôn. Đấy. Sạch sẽ, có vỏ bọc vô lăng cũng rất là phù hợp với xe. Giờ chúng ta cùng kiểm tra điều hòa này chết rét các bạn. Điều hòa chết rét luôn, em khẳng định với các bác là điều hòa chết rét nhé. Màn hình này có tích hợp cả chỉ đường rồi, công tơ mét hiển thị trên gương, trên màn hình các thứ đầy đủ hết đấy nhé. Không thiếu gì cả. Anh em có thể lắp thêm cam hành trình tích hợp vào màn hình này luôn. Nếu mà anh em lắp được thì vẫn lắp được nhé. Rồi giờ chúng ta cùng kiểm tra cái phần khoang máy động cơ đi cho bà con xem này. Khoang máy của nó cực kỳ ngon. Máy êm lắm, đi sướng anh em. Êm ngon, chắc lịch luôn. Đây. Máy còn zin từ mặt máy zin xuống nha anh em nhá, chưa hạ mặt máy luôn đây anh em nhìn này. Máy thì nó hơi bẩn một chút, hơi bẩn nhưng mà thực ra không nên rửa các bác nhé. Vì dòng này rửa đôi khi nó vào cảm biến cảm bung, anh em không biết rửa đâu, đôi khi hỏng đấy. Anh em đừng có rửa làm gì cả. Máy đang đổ rất là êm, không hề có một tiếng động nạ, không một tiếng rung động nào cả các bác nhé. Bình ắc quy cũng thay mới này. Keo chỉ ông lỗi cái phần đầu cabo là zin 100%, con xe này zin từ A đến Z luôn. Đến máy đến thân vỏ luôn, keo chỉ zin hết. Không mất một phần nào, nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ về. Và giá rất là hợp lý, là hơn 200 mốt một chút thôi. Tất nhiên, khả năng ô tô còn bớt cho bà con các bác anh chị nào muốn quan tâm đến mẫu xe này. Anh em nào muốn quan tâm đến mẫu này hãy alo trực tiếp khả năng ô tô qua số điện thoại 032 60 62 789. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo.